Nếu mà hỏi về 30 tháng 4, về ký ức ấy, thì tôi có cái đậm nét nhất là năm 75. Nhưng mà khi quân Bắc Việt đã đánh vào miền Nam thì cái vùng 1 chiến thuật của Trung tướng Ngô Quang Trưởng làm tư lệnh là chúng tôi là lúc đó kêu là vùng quả tuyến, là phải đỡ đầu. Thì chúng tôi đã quần nhau với quân miền Bắc mất một tháng, thì đến khoảng 26 tháng 3 là chúng tôi đã bị bắt hết, bị vào trại tù hết, bị cùng hết rồi. Thì trong đó những đoàn quân tiếp tục vô đánh lấn vùng 2 rồi tới vùng 3 chứng từ vùng 4 cho đến ngày 30 tháng 4 thì trong trại nó có mở đài, nó nói Sài Gòn hoàn toàn giải phóng. Chúng tôi cũng không tin, vì nghĩ là dàn cảnh thôi. Nhưng sau này rồi hiểu là đúng là ngày 30 tháng 4 là chúng tôi hay gọi là ngày Đức Phim đấy. Dạ thưa bác, bác có thể cho biết là cái quan điểm của bác về cái hậu quả của ngày 30 tháng 4? Cái câu này đối với bác thì cũng lớn, những nhà nghiên cứu thì người ta sẽ nói chi tiết. Nhưng mà cái trình độ của bác á, một người quân nhân chỉ biết chiến đấu thôi thì cũng có thể nhận thức được. Vì 30 tháng 4 là bác có mấy người trong gia đình đã vì cái khổ sở thiếu, nhất là thiếu tự do mà bỏ nước ra đi. Mà bác nhớ cái năm 1989 đọc cái tổng thống kê Liên Hiệp Quốc, cứ một người đến nơi được thì mất hết 2,7 người, chưa tới 3 người. Thì thí dụ như đến được nước Mỹ hay 100 quốc gia khác 1 triệu thì ta đã mất hết 2,7 triệu đồng bào của mình. Rồi cũng vì cái ngày 30 tháng 4 mà có những cuộc chiến Tây Nam, thì bộ đội miền Bắc là chi cũng là anh em Việt Nam, mình cũng xót xa. Qua chiến trường Campuchia mà chính Bộ Quốc phòng đã thông báo 495 người, nghìn cái bộ xương khô bỏ mạng, thì nếu nói đầy đủ gần 500.000. Rồi cũng vì ngày 30 tháng 4 nó dẫn đến cái cuộc chiến biên giới giữa Trung Quốc, cũng hàng trăm nghìn bộ đội chết, mà họ được đi dâng hương những tử sĩ chết vì Trung Quốc. Thì bây giờ những năm sau này họ đến đó thì tưởng niệm vong linh của các đồng chí bỏ mình vì Trung Quốc, bây giờ phải đục cái chữ Trung Quốc bỏ đi, tô sơ sơ lại giờ tưởng niệm vong linh của các bộ đội đã bỏ mình vì, mà không biết bỏ vì cái gì. Đó, rồi những người là tới bức xúc cha anh người ta chết, bây giờ không cho vô dân hương. Rồi đến cái ngày 30 tháng 4 này, vì như thế đó là đất nước mình nó bị tụt hậu, như báo chí so với Nam Triều Tiên, Đài Loan hồi đó mình hơn người ta. Bây giờ mình đã trụt xuống, đến bắt xem những tờ báo dưới trên mạng đó, bây giờ Việt Nam muốn trở lại như Nam Triều Tiên, như Singapore, Mã Lai phải là 5-70 năm nữa, buồn lắm. Tóm tắt lại là cái hậu quả của ngày 30 tháng 4. Còn nói về nhân văn, nói về văn hóa, nói về cái đời sống con người nó bị biến đổi hết. Một cái thời gian là cả một cái học thuyết Mác Lênin đi đâu cũng là học thuyết Mác Lênin bách chiến bách thắng. Rồi tôn giáo bị gạt qua bên. Cái ngày bác về năm 80 nó thật bác đứng bác rụng rời. Người ta làm thủy lệ cũng là ngày 30 tháng 4 viết cái câu thằng trời hãy đứng sang bên, để cho thủy lợi đứng lên làm trời. Mà hỏi tất cả mọi người, mình có cái lòng tin tưởng trời, Thiên Chúa, Phật, có ai mà nói gọi là cái thằng trời không? Mà treo hàng chục cái biểu ngữ thằng trời hãy đứng một bên, để cho thủy lợi đứng lên làm trời. Đó là ngày 30 tháng 4 năm 1981, bác thấy rõ ràng trước mắt đó. Thành ra cái hậu quả của ngày 30 tháng 4, bác nói mấy phút này không đủ đâu, nhưng mà cái tầm nhìn của mình thấy như vậy thôi. Còn nhiều cái nhiều khi mà đau khổ, cái hệ quả nó ghê gớm lắm. Theo như bác thì nếu không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì đất nước này sẽ như thế nào? Nếu mà không có ngày 30 tháng 4, như trình độ của tôi lúc đó, đó là chỉ hai mấy 30 tuổi, nhưng được học tập và vì vấn đề tự do báo chí là mình nhìn. Nếu Việt Nam mà đừng có ngày 30 tháng 4 là các nước sẽ đầu tư xây dựng, mà không những miền Nam mà cả cái dãy đất hình chữ S này nó sẽ có thể làm con rồng. Nhưng mà vì những cái cuộc chiến tranh vô bổ, bây giờ cái thời gian này anh em đồng bào ở ngoài cũng hiểu nhiều rồi,
Thì tóm ngắn là đời ông Tổng thống Ngô Diệm, ông Thiệu xây dựng có vẻ nó ít hơn. Còn bây giờ xây dựng vì thời gian dài mà số tiền mượn quá nhiều. Ông Thiệu, ông Diệm hồi đó xây như vậy là tự lực cánh sinh. Còn bây giờ là cái ODA, FDI, rồi đủ thứ tiền. Đến nỗi chính báo của đảng và nhà nước cũng đăng. Mỗi đứa bé ra đời oa oa là nó đã mang 45-50 triệu đồng. Rồi mình nghĩ thế hệ mình, rồi thế hệ tiếp. À, bây giờ chỉ còn giải pháp là cấn nợ là cứ đưa Phú Quốc, rồi đưa các đảo cho các nước đi cấn, giống như hồi đó Từ Hy Thái Hậu cấn cái đất Hồng Kông vậy đó. Nhiều người bên đây, người dân bình thường mà họ nói như vậy. Tôi nói theo cái ý người đó chứ không phải tôi nói theo ý tôi.